Thưa quý vị, trong đêm nay, tương tác giữa không khí lạnh và nhiễu động gió đông vẫn còn. Vì thế, ở khu vực các tỉnh thành, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng duy trì mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Sang ngày mai, khối không khí lạnh vẫn còn duy trì cường độ mạnh, nhưng nhiễu động gió đông giảm bớt, vì thế mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có xu hướng giảm. Ở Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi, trong khi đó ở khu vực Trung Trung Bộ vẫn có mưa nhiều nơi, nhưng lượng mưa giảm phổ biến còn từ 30-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa giảm nhưng nước vẫn còn dồn mạnh, vì thế trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, lũ vẫn lên với đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định khả năng lên mức báo động 1. Các sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 1 đến báo động 2, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông. Về nhiệt độ, nền nhiệt ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế dao động ở mức từ 20-23 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi ngưỡng nhiệt là từ 24-26 độ, trời lạnh. Còn với vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trong đêm nay vẫn có mưa rào với lượng mưa từ 10-20mm. Ngày mai mưa giảm xuống diện vài nơi nên nhiệt độ ngày mai ở đây tăng nhẹ lên mức từ 27-30 độ. Trong đêm nay, nhiễu động gió đông và không khí lạnh vẫn tiếp tục duy trì mưa dông diện rộng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó, ở khu vực Kon Tum và Gia Lai vẫn có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 20-30mm. Ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh biên giới Tây Nam là những nơi có mưa rào và dông mạnh, cục bộ có những điểm mưa to trên mức 50mm. Ngày mai mưa tạm giảm nhưng đến chiều tối vẫn có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh Nam Bộ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên có xu hướng tăng nhẹ lên mức từ 28-30 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 31-33 độ. Ngược lên phía Bắc, người dân Bắc Bộ vẫn đang đón nhận cái rét nàng bân. Trong ngày mai, toàn vùng không có mưa, có nắng nhẹ về chiều. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21-24 độ, trời vẫn rét. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6, giật cấp 7. Khu vực biển Trung Bộ trở vào đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,5-4,5m. Ngoài khơi, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-5m. Khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 4-5. Khu vực phía Tây có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 6. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.